À vâng, xin chào các bạn. View trước tôi đã đọc một sản phẩm mới là chiếc A900 của Baltic Sky. Vì vậy video này tôi sẽ lướt qua thiết kế của em nó để các bạn có một cái nhìn tổng quan hơn. Trên tay tôi đang là chiếc A900 nó. Với nhìn đầu tiên toàn thể thì tôi đánh giá em nó có một kiểu dáng rất mảnh mai và nhẹ nhàng. Tuy nhiên khi cầm lên trên tay thì nó lại đem lại một cảm giác rất chắc chắn và thoải mái. Mặt chiếc máy từ trên xuống thì chúng ta có camera 2 chấm ở đằng trước đây. Ngay bên cạnh nó, chỗ đen màu không thể nhìn rõ này, nó có một chiếc camera cảm biến ánh sáng ở tại đó. Tất nhiên bên cạnh nó cũng sẽ một cái loa, sẽ có một cái loa nghe. Bên dưới của máy chúng ta cũng có một phím home cứng, đồng thời sẽ có một cái đèn led dài ở giữa phím đây để thông báo những cái tình trạng của máy, ví dụ như là pin yếu hay có điện thoại hay có tin nhắn gì đó. Tuy nhiên tôi không hài lòng lắm khi sờ đến cái phím home này, nó lại hơi lỗi, không biết một khi chúng ta hay rút ra rút vào hay để úp màn hình, đôi khi để úp màn hình như thế này thì không biết phím giữa này có bị sức mặt hay không. Bên cạnh là hai phím cảm ứng truyền thống của Android, một phím trở về và một phím menu cho ứng dụng khi đang chạy. Ví dụ như đây, về màn hình chủ tôi có thể cài widget, wallpaper hay vào luôn chế độ setting của máy. Cũng rất tiện ích và ngắn gọn khi chúng ta sử dụng quen những phím như thế này. Về giải viền phía trước màn hình điện thoại cũng hơi cao lên một chút. Có lẽ là giúp cho chúng ta hạn chế được sự xước xát khi úp màn hình xuống dưới một cái bàn như thế này hoặc di đi di lại. Do viền máy hỗ trợ chống xước màn hình cho nên nó được trang bị bằng kim loại. Đây, nó trang bị kim loại màu trắng bạc chạy xung quanh máy. Vì thế tôi nghĩ các bạn hãy yên tâm, không sợ vì bảo vệ màn hình mà em nó lại chính bản thân em nó phải chịu những xước xát tổn thương như thế. Bên cạnh của máy cũng có duy nhất hai phím âm lượng để tăng giảm âm thanh. Đằng sau lưng bao gồm một loa ngoài ở bên cạnh máy đây, chỗ ngón tay tôi chỉ. Một máy ảnh lên đến 13 megapixel, một đèn flash hỗ trợ chụp ảnh và quay video khi thiếu ánh sáng. Camera sau các bạn khi các bạn cầm vào máy các bạn có thể thấy là hơi lùi lên. Không biết điều này có dẫn đến chảy xước khi điện thoại lật lòng ngửa như thế này và chúng ta có thể di đi di lại như này không? Tôi cũng thấy máy hơi kênh lên ở phía phần camera phía sau này. Không biết có dễ bị xước những cái viền rìa mỏng manh hay không, hay mai sau dùng lâu chúng ta di đi di lại như thế này có thể gây mòn chỗ này chẳng hạn. Đây không? Một điều đáng chú ý nhất của chiếc A900 này là máy hỗ trợ cảm biến vân tay. Đây chính là chỗ cảm biến vân tay mà chúng ta thấy. Cái lúc này giúp chúng ta dùng nó như một các bạn tưởng tượng dùng nó như một con chuột quang điều khiển ở máy tính ấy. Cao hơn nữa chúng ta có thể nói chúng ta có thể dùng nó để bảo mật điện thoại. Đây tôi sẽ thử test về cái chế độ bảo mật vân tay của nó. Đây chính là vân tay. Máy tối đa có thể cho chúng ta bảo mật được 2 vân tay, nghĩa là chúng ta có thể dùng vân tay ở chính chúng ta để bảo mật máy, hoặc là một ngón vân tay nữa, tay bên này chẳng hạn, để khi tiện cầm như này ta có thể mở phím luôn, mở bàn khóa hay mở bảo mật máy bằng tay bên này luôn, hoặc là tay bên này chúng ta có thể cầm như thế này, tay bên này. Cũng có thể là một tay này của bạn bảo mật, tại vì nó cho phép bảo mật tối đa 2 ngón vân tay này, thì một bảo mật bằng một ngón vân tay của bạn và một bạn bè khác cũng dùng máy này chẳng hạn.
như vậy thì cũng sẽ rất tiện dụng khi một máy mà lại có chế độ bảo mật cao như vậy. Còn về đây tôi sẽ test luôn cái chế độ bảo mật vân tay, nó có hướng dẫn luôn đây, vuốt ngón tay theo màn hình như thế này. Đây tôi sẽ vuốt. Đó. Bây giờ này, vuốt. Đó, nó nhận dạng vân tay rất chi là nhanh. Đây hình vân tay của tôi đã hiện lên trên này. Đấy là 4 bước để xác nhận vân tay để bảo mật máy mà máy hỗ trợ. Trên máy đã có hai dấu vân tay của tôi. Và bên cạnh cái phím bên cạnh cái chức năng bảo mật máy điện thoại thì chúng ta cũng có thể sử dụng luôn phím này để mở khóa bàn phím. Đơn giản thôi, chúng ta hãy ấn vào nút cảm biến đó, chờ cho màn hình sáng lên như thế này. Chúng ta hãy cầm ngón tay vuốt một xuống như này. Đó, bàn phím màn hình điện thoại sẽ mở luôn ra mà không cần phải nhấn nút trên này, sau đó vuốt màn hình như thế này nữa. Một cách mở khóa rất chi là tiện dụng khi trong tư thế điện thoại chúng ta luôn cầm như thế này thì ngón tay trỏ sẽ có hữu dụng hơn. Đây tôi có thể test lại cho các bạn. Màn hình đang tối, tôi ấn một cái chờ màn hình sáng lên và ngón này tôi vuốt. Đó, màn hình đã bảo. Hay một cách khác là cái phím này nó cũng có chức năng cuộn web cho web mà chúng ta di chuyển web lên xuống. Cái phần đó thì video sau test về hiệu năng tôi sẽ test cho các bạn thấy. Như vậy với một cái phím như thế này thì có lẽ phím nguồn ở trên đỉnh đầu máy này sẽ rất chưa rảnh rỗi, chỉ có chức năng tắt và mở thôi. Đây cũng là một giắc cắm 3,5mm nghe rồi, để cắm phone nghe, tôi không nói nhiều về cái này. Và máy điện thoại của bên Hàn cho nên lúc nào cũng có một anten để bắt sóng truyền hình. Nhưng nếu có dịp sang bên Hàn Quốc du lịch thì hãy kéo nó ra để xem, chứ ở bên Việt Nam chúng ta chưa hỗ trợ về vấn đề này hiện nay. Cuối cùng thì tôi muốn nói một điểm nữa về MA900 này là lắp lưng. Dù lướt qua màu sắc cũng như cách ôm của máy thì tôi rất hài lòng, rất mượt mà mang đến một cái sự thanh thoát. Thế nhưng cái điểm hạn chế của nó là rất không được sạch sẽ khi mồ hôi tay chúng ta bám vào lắp lưng. Đây, tay tôi hầu như bây giờ tay cầm một điện thoại nhưng khi sử dụng lâu quá sẽ có mồ hôi tay. Mà chứng tỏ điều đấy sẽ không được sạch sẽ khi những cái vết mồ hôi hay vân tay chúng ta bám vào lưng máy. Dưới ánh sáng chúng ta có thể nhìn rõ những vết vân tay này. Nó đem đến một cái cảm giác khó chịu khi quay lắp lưng máy lên. Có lẽ là muốn được sạch chiếc lắp lưng này, không có dấu vân tay khi chúng ta cầm vào em nó thì mỗi khi sử dụng xong chúng ta phải có sẵn một mảnh giấy lau máy như thế này hả? Chúng ta lau như thế này rồi đến lúc đó xem mới thấy sạch hơn được. Đương nhiên rồi, miếng giấy này sẽ là miếng giấy lau màn hình trước tiên, sau đó mới đến lắp lưng máy. Về tổng thể như tôi nói này, một chiếc máy rất là mảnh mai, không hầu như gần như những cái vết thở như thế này sẽ không nhìn rõ lắm. Nó sẽ đem đến cho chúng ta là một cảm giác máy cứng cáp rất chắc chắn. Trên đó trên đó tôi đã đánh giá qua thiết kế của em nó, tôi cũng sẽ nhanh chóng làm một video nữa test độ lăng của em nó để các bạn có cái nhìn tổng quan hơn nữa. Nếu video các bạn thấy hay thì hãy like, subscribe và chia sẻ để bạn bè cùng biết nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của Lologi chúng tôi.